Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày 23 tháng 2 hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện nóng bỏng xung quanh câu chuyện giữa Nga, Ukraina và phương Tây. Đầu tiên, chúng ta sẽ điểm qua một chút về tình hình trên chiến trường thực địa. Có thể nói tình hình bây giờ rất là bi quan cho chế độ của Zelensky. Như chúng ta đã biết, quân đội Nga đã giải phóng hoàn toàn khu vực Adivka. Nó được thể hiện rất rõ trên bản đồ, ngay cả của Ukraine. Báo cáo từ phóng viên chiến trường Nga chỉ ra rằng, sau khi Adiipka thất thủ, lực lượng vũ trang Nga đang tích cực tấn công về phía tây của khu vực Adiipka, hiện tại đã chiếm một số khu rừng quan trọng nằm giữa Adiipka và Sevene. Kẻ thù ý chỉ Ukraine không thể chịu đựng được áp lực của pháo binh Nga và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng như sự tập kích thô bạo của bộ binh. Họ hiện tại đang bỏ vị trí, mất người và chạy trốn. Trong khi đó, khu vực Nevesque và Peromanske cách Adivka khoảng hơn 10 km cũng đang phải hứng chịu sự tập kích điên cuồng của lực lượng vũ trang Nga. Báo cáo chỉ ra rằng trinh sát của lữ đoàn 110 đã phá hủy các xe chở đạn của lực lượng vũ trang Ukraine. Phía Nga sử dụng máy bay không người lái đã phát hiện ra một kho đạn dược đang được ngụy trang ở làng Neveskoe. Sau đó thực hiện một vụ tập kích chính xác phá hủy hoàn toàn nguồn cung cấp dự trữ chiến lược của lực lượng Ukraine. Nhờ trinh sát trên không, pháo binh của lữ đoàn 110 Nga cũng đã tiêu diệt rất nhiều binh sĩ Ukraine có mặt ở khu vực trên. Trong khi đó, một tin không vui khác cho chế độ Kiev khi mà Reuters đã đăng tải một bài viết vào ngày hôm nay mới tiêu đề như sau. Nga tuyên bố đã chiếm làng Popida ở vùng Donetsk, Ukraine, báo cáo giao tranh. Được biết rằng ngôi làng Popida có nghĩa là chiến thắng nằm cách khu vực Adivka 31 km về phía dưới. Nó là một ngôi làng nằm ở phía nam Marinka, một thị trấn trong những tuần gần đây đã liên tục hứng chịu giao tranh của cả hai bên. Báo cáo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố rõ ràng rằng ngôi làng Popida đã bị lực lượng của họ hoàn toàn giải phóng. Nga vẫn đang tiếp tục cải thiện vị trí của mình dọc chiến tuyến ở khu vực Donetsk. Phía Bộ Quốc phòng cũng báo cáo thêm rằng các trận chiến đã gây ra thương vong nặng nề cho Ukraine, trong đó khẳng định Kiev đã mất hơn 410 quân nhân cũng như một loạt các khí tài quân sự, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot do phương Tây cung cấp. Để tìm hiểu về việc Nga có thực sự hạ hệ thống phòng không Patriot hay không, thì tôi đã tìm kiếm được một video của phóng viên chiến trường Nga đã ghi lại một địa điểm được cho là ở khu vực Kherson. Báo cáo chỉ ra rằng Ukraine đang đưa hàng loạt hệ thống Patriot tới Kherson để có thể bắn hạ nhiều máy bay Nga hơn nhưng lần này không may nó đã bị hệ thống trinh sát của Nga phát hiện Quay chụp rõ ràng Và sau đó Làm gì còn sau đó nữa Nga đã cắt cử lực lượng hàng không của mình Để tập kích chính xác vào mục tiêu Chưa rõ là bao nhiêu hệ thống đã bị phá hủy tại nơi đây Nhưng nếu nhìn vào video chúng ta có thể thấy rõ ràng Thiệt hại là vô cùng đáng kể Chúng ta thấy rằng đây là một nhà kho vô cùng lớn Rất có thể nó là một ổ chứa ba chiốt khổng lồ của Ukraine Tôi sẽ cập nhật cho các bạn trong các bản tin tiếp theo Nếu có số liệu chính xác về thiệt hại ở nơi đây trong khi đó, ở video ngày hôm qua tôi đã nói cho các bạn về câu chuyện Tổng thống Zelensky đã có một chuyến công du tới thăm khu vực Khả Cộp. Nó đã trở thành một điểm báo vô cùng xấu cho khu vực này bởi chúng ta đều biết Tổng thống Zelensky cứ tới vùng nào của chiến sự lại y như rằng khu vực đó sẽ bị những người Nga tái chiếm. Tôi trêu thầy, điều này lại được khẳng định bởi chính thủ lĩnh Azov, một trong những quân đoàn được quốc xã thiện chiến nhất của Ukraine. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn với chính truyền thông Ukraine, tham mưu trưởng Koretovic của Azov đã chỉ ra rằng chúng tôi hiện tại đang không có đủ quân để luân chuyển cho các lữ đoàn. nếu tình trạng hiện tại vẫn tiếp tục kéo dài, thì chúng tôi chắc chắn sẽ không bảo vệ được Kharkov, thậm chí là thủ đô Kiev trong vòng một năm nữa. Liên bang Nga đang tấn công từ năm hướng, họ có thể nhanh chóng chuyển lực lượng của mình từ hướng này sang hướng kia và tập trung vào bất cứ đầu. tôi không nghĩ rằng với tất cả những báo cáo trên, có một số người vẫn có thể nói rằng Nga đang thất bại trên chiến trường. các bạn có thể nói rằng Nga đang thiệt hại trên chiến trường. tôi đồng ý với điều đó, bởi vì Nga đang tổ chức tấn công, chắc chắn sẽ có những thiệt hại hơn nhiều so với việc họ phòng thủ nhưng nếu so thiệt hại với kết quả thì rõ ràng nga là người đang chiến thắng họ đang có thêm rất nhiều phần lãnh thổ mới còn ukraina thì có gì nào hao tổn binh lính để có được một chiến thắng bằng mõm trên truyền thông một báo cáo trên chính tờ politico của mỹ chỉ ra rằng phương tây đang muốn thúc đẩy ukraina đàm phán với nga để bảo vệ vùng lãnh thổ mà nước này còn có thể giữ trong năm này Tờ báo nhấn mạnh khi một số nhà ngoại giao châu được yêu cầu mô tả kết quả tối ưu cho Ukraine trong năm 2024 thì họ luôn nói về việc phải ổn định cuộc xung đột. Khi được hỏi ổn định là như thế nào thì các nhà ngoại giao phương Tây cho biết đó có nghĩa là thúc đẩy Kiev bắt đầu đàm phán với Moscow đóng bằng cuộc xung đột rất nhiều người ở phương tây hy vọng có thể quay lại hoạt động kinh doanh bình thường với nga sau khi chiến tranh giả định bị đóng bằng sự tập trung chủ yếu của phương tây vào quản lý rủi ro cho thấy họ càng ngày càng có mong muốn xoa dịu cuộc xung đột và đạt được một thỏa thuận với vladimir putin nếu có thể càng sớm càng tốt Vâng, với báo cáo này chúng ta có thể thấy rằng làm quái gì có cái được gọi là chiến thắng của Zelensky. Nếu chế độ Kiev thực sự đang chiến thắng thì chúng ta đã không càng ngày càng nghe nhiều về cụm từ đóng băng xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, tổng thống online như thường lệ vẫn đang ra sức kêu gọi những gói viện trợ mới cho Ukraine. Thông điệp vào ngày hôm nay của ông ấy là Tất cả những người dân Ukraine đang chờ đợi những chiếc F-16 đầu tiên xuất hiện trên bầu trời của chúng ta và tăng cường khả năng phòng thủ cho các thành phố và cộng đồng của chúng ta, cũng như khả năng của lực lượng phòng vệ Ukraine. Trong khi các phi công và nhân viên của chúng tôi tiếp tục huấn luyện, tôi cảm ơn Liên minh đã đưa F-16 ngày càng đến gần hơn. Được rồi, tôi không rõ là những chiếc F-16 bao giờ mới có thể vận chuyển tới Ukraine. Nhưng có một điều tôi biết khá chắc chắn rằng, nếu những chiếc máy bay này tới Kiev, thì Ukraine thậm chí sẽ còn nát tan hơn. Tại sao ừ? Vì ngày hôm nay, phía Nga cũng đã đưa ra một lời cảnh báo đầy ẩn ý của mình. Họ cho trình làng 4 chiếc máy bay ném bom hạt nhân chiến lược TU-160M hoàn toàn mới được sản xuất. Điều này như một cái tát vào thẳng mặt của NATO bởi vì các cơ quan tình báo của họ luôn miệng khẳng định rằng Nga hoàn toàn không có khả năng sản xuất loại máy bay này. Tất cả những máy bay TU mà phía Nga sử dụng đều là từ thời Liên Xô cũ và không thể sản xuất mới. Nhưng giờ Nga đã chứng minh rằng bằng tất cả các lệnh cấm vận và trừng phạt của phương Tây, nước Nga vẫn băng băng về địch, thậm chí còn ngày càng phát triển kinh tế và quân sự hơn xưa. Điểm đáng chú ý của sự kiện này đó là Tổng thống Vladimir Putin sẽ là người đầu tiên cầm lái những chiếc Tu-160M xé nát bầu trời. Trong khi Tổng thống Joe Biden của Mỹ thì vẫn đang cố gắng học cách tránh bị vấp cỏ khi lên máy bay. Điều này tôi sẽ giải thích trong đoạn sau của video. Vậy hành động trực tiếp lái chiếc máy bay Tu-160M mới nhất của Tổng thống Putin nhằm mục đích gì đây? Đói tờ, họ đã có một bài viết với tiêu đề như sau. Putin gửi tín hiệu tới phương Tây bằng chuyến bay trên máy bay ném bom có khả năng hạt nhân. Theo đó, tờ báo truyền tải lại cảnh Tổng thống Putin leo xuống từ chiếc máy bay Tu-160M và nói với truyền thông rằng đây là một cỗ máy chiến đấu mới, nó dễ dàng điều khiển và đáng tin cậy hơn. Được biết rằng Tu-160M có 4 tổ lái và khả năng mang theo 12 tên lửa hành trình hoặc 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn và có thể bay quãng đường lên tới 12.000 km không ngừng nghỉ mà không cần tiêm nhiên liệu theo reuters đây dường như là một lời cảnh báo của tổng thống putin bởi vì theo học thuyết hạt nhân của nga đặt ra các điều kiện và theo đó tổng thống nga có thể phát lệnh một cuộc tấn công hạt nhân khi có một cuộc tấn công vào nga gây nguy hại cho sự tồn tại của vũ khí hạt nhân cũng như nhà nước bị đe dọa được rồi tạm thời không nói về vấn đề này bởi vì một cuộc chiến tranh hạt nhân là điều mà tôi không dám nghĩ mà cũng chưa bao giờ mong nó xảy ra hay nói một cái gì đó vui vui đi một sự so sánh nhỏ putin quả thật là một nhà lãnh đạo toàn diện nhất trên thế giới Ông ấy đã ở độ tuổi 71 Nhưng khi so sánh ông ấy leo lên và xuống chiếc máy bay TU-160M Cùng với hình ảnh tương đương là Tổng thống Joe Biden lên xuống chiếc chuyên cơ của mình Chúng ta có thể thấy rõ ràng sự khác biệt Được rồi có thể một số bạn cho rằng đây chỉ là những video cũ của Tổng thống Joe Biden Bây giờ ông ấy đã khá hơn nhiều rồi Còn lâu mới có chuyện vấp cỏ khi lên máy bay Điều này có vẻ đúng bởi vì một báo cáo cách đây hai ngày trước đã chỉ ra rằng Biden đã đỡ chật vật hơn rất nhiều khi lên một chiếc Air Force One theo đó, một đoạn video hiện đang được chia sẻ rất nhiều. Nó chỉ ra rằng Tổng thống Biden đang lên chiếc Air Force One tại căn cứ không quân Andrew ở Maryland. Trong quá trình lên máy bay, ông ấy đã có ít nhất hai lần suýt vấp ngã. Nhưng bằng vào kinh nghiệm vấp ngã hàng chục lần trước đây của mình, Biden đã rất nhanh chóng lấy lại được thăng bằng để hiền ngang vào trong chiếc máy bay mà không có một sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Đây có thể được coi là một nỗ lực đáng tự hào cho các công dân Mỹ khi mà tổng thống của họ đã vượt qua nghịch cảnh. Lấy nhân thắng thiền, tuổi già chưa bao giờ có thể làm khó được ông. Tuy nhiên, một số chính trị gia Mỹ thì không nghĩ như vậy. Họ đang yêu cầu nhà trắng đưa người đàn ông 81 tuổi này đi kiểm tra sức khỏe tâm thần, nhưng lời đề nghị này đã liên tục bị Biden từ chối. Cũng phải thôi, ngày xưa tôi ngã lên ngã xuống còn không bị kiểm tra nữa là bây giờ, chỉ có chút mất thăng bằng. Điều đó chứng tỏ rằng sức khỏe của tôi đang rất tốt để chứng minh cho sức khỏe tâm thần của mình vẫn đang là rất tốt. Trong một buổi gây quỹ ở San Francisco, Tổng thống Biden đã công khai gọi Putin là kẻ điên khủng. Đại ý của Tổng thống Biden muốn nói với thế giới rằng tôi hiện đang rất khỏe và bình thường, chỉ có Putin là không bình thường mà thôi. Nguyên văn câu nói của Biden có đoạn: "Mối đe dọa cuối cùng đó là khí hậu. Chúng ta đã có một kẻ điên rồ như Putin và những người khác, và chúng ta luôn phải lo lắng về vấn đề xung đột hạt nhân, nhưng mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại lại là khí hậu." Vâng, cũng gần như lập tức sau bài phát biểu này của Tổng thống Biden, Tổng thống Vladimir Putin đã thực hiện một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông về vấn đề này sau khi đã lái chiếc tiêm kích mới nhất TU-160M. Khi được các phóng viên hỏi về việc ông đánh giá ra sao, sau khi Tổng thống Biden nói mình là kẻ điên, Tổng thống Putin đã mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời rằng Tôi sẵn sàng làm việc với bất kỳ Tổng thống nào, nhưng tôi tin rằng đối với tôi, Biden là một Tổng thống được Nga yêu ái hơn và xét theo những gì ông ấy vừa nói, tôi hoàn toàn đúng. Ông ấy không thể nói với tôi rằng Vladimir cảm ơn làm tốt lắm, bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều Bạn đã từng phỏng vấn tôi hỏi điều gì tốt hơn cho chúng ta Lúc đó tôi đã nói như vậy Và bây giờ tôi vẫn có thể lặp lại điều đó Đó chính là Biden được biết rằng cách đây không lâu chính tổng thống Putin cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn tương tự với truyền thông Nga khi được đặt câu hỏi về việc liệu ai ở Hoa Kỳ làm tổng thống sẽ tốt hơn là Biden hay Trump thì tổng thống Putin đã thẳng thắn thừa nhận rằng ông ấy thích Biden hơn. Và bây giờ khi chúng ta nhìn thấy những hành động của tổng thống Biden cũng như cách cư xử của ông ấy thì chúng ta đã hiểu được lý do tại sao Putin lại thích Biden làm tổng thống Mỹ hơn. Nhưng có một điều mà chúng ta không thể không thừa nhận rằng Tổng thống Joe Biden đã trở thành một vị tổng thống đầu tiên đi vào lịch sử của Mỹ Theo tài khoản Jason Hill, một người rất nổi tiếng trên nền tảng X đã thống kê rằng Thành tiệu của Tổng thống Biden theo các con số như sau Khiến cho 500.000 người Ukraine bị chết 30.000 người Palestine bị chết, 150.000 người Nga bị chết, 7 triệu 200.000 người di cư bất hợp pháp vào Mỹ, hơn 100 tỷ đô la Mỹ lãng phí ở Ukraine, hơn 13 tỷ đô la lãng phí vào Israel, 14 tỷ đô la chuẩn bị cam kết với Israel, lô thiết bị quân sự trị giá 7 tỷ đô la đã bị bỏ lại Afghanistan, lạm phát ở Mỹ lên tới đỉnh điểm 9,1%, tăng 17,6% so với tháng 1 năm 2021 và là mức cao nhất trong 40 năm qua. Hàng ngàn các lệnh trừng phạt chống lại Nga và cuối cùng là giảm 16% dự trữ đô la Mỹ trên toàn cầu. Nếu chúng ta nhìn từ góc độ này có thể nói rằng tổng thống Biden đã đi vào lịch sử là một vị tổng thống vô tiền khoáng hậu chỉ trong có vài năm ông ấy tại nhiệm. Ông ấy đã làm được rất nhiều việc mà bất kỳ một vị tổng thống Mỹ nào chưa chắc đã đạt được. Theo một báo cáo mới nhất thì Biden cũng đang tích cực lên kế hoạch đe dọa Putin bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung sau cái chết của Navalny. Điều mà tôi đã nói rất nhiều trong các video trước. Vâng, một công dân Nga chết tại Nga nhưng lại được tổng thống của Mỹ vô cùng quan tâm và áp đặt các biện pháp trừng phạt. Trong khi một nhà báo Mỹ chết vì tra tấn ở Ukraine thì tất cả đều im rẻ, đúng là trần đời ai oán. Theo Nhà Trắng thì Biden đã gặp vợ của Navani cũng như con của ông ấy và ca ngợi Navani có một lòng dũng cảm phi thường là một di sản đấu tranh chống tham nhũng cũng như vì một nước Nga tự do và dân chủ hơn. Điều buồn cười ở đây chính là chính mẹ của Navani đã tố cáo vợ của anh chàng này là Julia rằng người phụ nữ này đã không gặp Navani trong suốt 2 năm qua. Julia đã ép buộc Navani trở về Nga và buộc anh ấy chuyển toàn bộ tài sản của mình sang tên của cô ấy. Cô ấy đã xuất hiện cùng một người đàn ông khác ở nơi công cộng và lợi dụng cái chết của anh ấy một cách trơ chén. Vâng, bỏ chồng 2 năm và có người đàn ông khác Và sau khi Navani chết Thì quý cô này lại bất chợt xuất hiện rất nhiều trên các phương tiện truyền thông Còn gặp hẳn cả Tổng thống Mỹ Thật buồn cười khi cô ấy khóc lóc trước truyền thông nói về sự bất mát của chồng mình Trong khi chính mình lại chẳng bao giờ gặp chồng mà có người đàn ông khác Chỉ đến khi chồng chết rồi mới quay lại khóc lóc để trục lợi trước truyền thông Tôi cũng chẳng hiểu đây là cái thế sự gì nữa Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới nếu xem nào có thừa tiền lẻ 5 hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh. Theo thông tin bên dưới góc phải màn hình, nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm. Xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.